Alo chào anh em. Hôm nay mình có làm cái mai tàng lớn nha anh em. Để mình đây. Mình lắc xin cá nha. Con đó thì phá hoại. Các lớp lớp theo anh em. Chắc đúng. Mai này tuy rằng nó mới vô dây nhưng giờ như Tết nở hoa nghe anh em, một màu vàng rực. Đây nè anh em, làm sao mà giờ rinh xuống đây rồi nó la sụp phá thế nha anh em. Mình cái này là sư phụ chỉ mình lắc xương cá, mình lắc hồi cuối cùng hai bạn này đang phá thế nha anh em. Lắc xương cá rồi nha sư phụ. Cái này mình đang bóp bằng không nha anh em. Cái đây hai cây nữa nha anh em. Hai cây này mình cũng đang vô dây nữa nha. Bên cây mình đang làm nha.